Xin chào các bạn. Trong các cái bài học trước thì tôi đã nói với các bạn về cái ứng dụng chatbot. Thế bây giờ thì tôi sẽ cải tiến cái ứng dụng này lên một chút thành cái ứng dụng hướng dẫn học toán chẳng hạn. Các bạn có thể thay cái môn toán này bằng các môn khác, nhưng mà đây tôi sẽ làm cái ví dụ là hướng dẫn học toán cho các bạn ở lứa tuổi nhỏ nhỏ một chút. Các bạn có thể sửa thành môn tiếng Anh hoặc là môn địa lý hoặc môn gì cũng được. Thế thì nguyên tắc nó tương tự như nhau thôi. Tôi sẽ trình bày môn toán vì môn toán là nó phổ thông nhất. Trước tiên là chúng ta sẽ bắt đầu từ đầu. Đầu tiên là chúng ta sẽ cần một cái nhân vật. Ở đây thì tôi sẽ chọn một cái nhân vật khác với bạn mèo đi một tí, đúng không ạ? Lúc trước thì tôi đã dùng cái nhân vật là robot rồi. Ở đây thì tôi sẽ dùng cái nhân vật Dot này chẳng hạn. Sau đó thì chúng ta cũng đổi cái background một chút cho nó đẹp hơn. Ở đây thì tôi sẽ chọn cái nền này, farm. Thế và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cái chương trình của mình. Thế thì chương trình của mình thì nó sẽ bắt đầu bằng một câu hỏi. Ở đây tôi sẽ chọn cái sự kiện là chúng ta kinh và lá cờ để bắt đầu chương trình đi. Thế và cái câu hỏi thì chúng ta dùng cái phần sensing ở đây. Chúng ta sẽ hỏi, ví dụ chúng ta sẽ hỏi là 3 cộng 5 cộng với 3 bằng bao nhiêu? Và chúng ta sẽ chờ đợi người dùng trả lời lại. Thế thì chúng ta sẽ có một cái lệnh nếu. Ở đây thì chúng ta sẽ dùng cái lệnh nếu thì hoặc là không có hoặc là không đúng như vậy thì chúng ta sẽ có là để mà nhận cái giá trị của cái câu trả lời thì chúng ta dùng một cái đối tượng gọi là answer nếu. Nhưng các bạn, chúng ta cần một cái operator, tức là để so sánh ở đây. Chúng ta đưa cái phép so sánh vào đây. Sau đó thì chúng ta mới đưa cái answer, tức là cái câu trả lời của người ta vào đây. Và đây chúng ta sẽ biết rằng là cái kết quả của 5 cộng 3 bằng 8, nên đây chúng ta điền số 8. Thế thì câu lệnh nếu ở trên if ở đây của chúng ta nó sẽ trở thành là nếu câu trả lời bằng 8 thì chúng ta sẽ nói một cái câu, hay là bạn 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 cún ở đây, bạn ấy sẽ nói một câu là bạn đã trả lời chính xác. Thế còn nếu không phải như vậy, tức là cái câu trả lời hay cái answer mà nó không phải là số 8 thì chúng ta sẽ nói một câu khác, đấy là gì? Rất tiếc, bạn đã trả lời sai. Đấy, ở đây tôi nghĩ là bạn đã sai. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra cái chương trình này luôn thôi. Ra tắt cái nút này đi, sau đó thì chúng ta chạy lại từ đầu bằng cách là ấn vào nút màu xanh. Thì bạn chó sẽ hỏi là 3 cộng 5 bằng bao nhiêu và bạn đi chờ chúng ta trả lời. Ở đây tôi sẽ chạy lần đầu tiên và tôi sẽ điền số 8 là đúng cái đáp án của chúng ta. Sau đó thì chúng ta ấn dấu tích ở đây. Bạn đã trả lời chính xác. Sau đó thì chương trình nó dừng lại, bây giờ tôi chạy lại. Và lần này tôi không điền số 8 nữa, mặc dù tôi biết kết quả là 8 rồi, tôi điền số 9 đi. Sau đó thì tôi đánh dấu tích ở đây. Thì bạn chó bạn nói rằng là rất tiếc bạn đã sai. Thế đây là một cái chương trình rất là cơ bản thôi. Và trong cái, bởi vì cái tôi muốn làm các cái clip ngắn cho nên clip này thì tôi sẽ tạm dừng ở đây. Tuy nhiên trong cái clip sau thì chúng ta sẽ làm cho cái chương trình này nó phức tạp hơn, với nhiều câu hỏi hơn, và chúng ta sẽ sử dụng cái chức năng ngẫu nhiên để chúng ta tạo ra các câu hỏi khác nhau trong những cái lần lặp khác nhau. Người chơi thì người ta sẽ không bị thuộc bài, không học thuộc lòng được. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong cái ví dụ sau khi mà chúng ta nâng cấp cái chương trình này.